Hello anh em và chào mọi anh em đã quay trở lại channel của mình. Mình là Biosugi đây anh em ơi. Thì chào mọi anh em đã quay trở lại cái series mà Biosugi đến thường và cùng lên đồ dễ với anh em nào. Thì hôm nay mình xin phép được làm đó là chơi Revenge và lên đồ Yesu. Người ta gọi đây là Risu hoặc là Yaven cũng được. Mình nghĩ từ Yaven nó sẽ hay hơn từ Risu. Yaven nghe rất là chí. Ok thì mình đang chơi skin đó là skin Revenge giải lập. À, nhìn là biết chắc rồi anh em ơi. Mình sẽ đi mid. Hồi nãy mình mua lộn cái kiếm già rồi. Thường thường này Yesu thì người ta sẽ mua kiếm Doran, nhưng mà mình quen tay mình mua lộn cái kiếm già rồi. Fucking wasted. Mẹ. Ok rồi, mình xin nói luôn là mình đang có dịch vụ bán ngạc cũng như là cày thuê và cày thông thạo. Anh em nào muốn mua ạc giá cực rẻ và cực sạch luôn thì anh em hãy đừng quên hãy inbox Facebook mình sẽ để link ở dưới, và anh em muốn cày thuê thì em hãy đừng quên tìm đến mình, vì mình làm dịch vụ cày thuê rồi phải nói rất là chất lượng cũng như là cày rất là nhanh cho anh em luôn, và giá cực rẻ luôn, tại vì mới mở thôi nên giá nó còn giá rất là ưu đãi. Anh em nào lẹ lẹ thì anh em còn cày răng được chứ anh em. Rồi mình đang đi chung đó là eco bảo cát hay sao á. Hi ờ vẫn farm được quá dữ. Ây sạc sạc. Bắt đầu đi với Eco thì mình phải nhường đăng tí anh em à. Oh shit. Đậu ngu rồi. Phải nhường đăng tí. Tí nữa mình. Mày chơi mày BK không? Mày BK solo mày. Cái thử đốt. Oh tóc biến rồi nha. Rồi nha. Từ từ nha anh em ơi. Chuẩn bị combo đó. Chạy hộ các bạn ơi. Bạn chạy đi đâu? Đó rồi em chỉ cần nhường nó một tí thôi là nó sẽ ảo tưởng vào cái sức mạnh của nó ngay anh em thấy chưa? Nó có một chiêu à, còn mình chiêu quy của mình là phải nói là ba chiêu. Quá kinh khủng luôn. Ok và anh em nào có ý tưởng nào hay hoặc là có yêu cầu nào về thử thách đời sống cũng như là về yêu cầu những cái video này thì anh em hãy đừng quên hãy bình luận ở phía dưới cho góp ý cho video của mình. Như là anh em nào muốn ủng hộ mình thì click quảng cáo nha. Like xe cho mình nữa, đăng ký ủng hộ mình. Ở top thì có vẻ là Fury đang đi ngang kèo với Garen à. Kiểu phải nói là không biết nào thắng nào hơn á. Món đầu tiên của Yesu lên đó là chính là cái ma vũ. Bây giờ mình sẽ lên món đầu tiên đó chính là ma vũ trước. Đấy. Có 10% chiến mạng là thích. Lực rồi. Không cần gì nhiều. Nhảy qua tường nè. Chủ tuổi vậy. Garen sấy giờ Phil Racer mà lời trên top rồi. Nãy hình như là nó mất tóc biến đây em à. Mình còn tóc biến thì mình chơi nó luôn. Khô máu luôn. Có thể W. Ờ anh biết ngay. Chú tuổi gì mà đồ bắt được anh. Sao là chơi nè. Chơi nè. Vào đây. Sự làm chơi Revenge thì phải nói là khá là gà. Thì nói trận này cũng ngu thì anh em thông cảm và bỏ qua cho mình nha. Mày ngáo. Hết mana mà ngáo nè. Tóc biến. Anh thường đó. Ở trường chưa chết, ok. Phải nãy mình đợi cái hồi cái đòn đánh thường của mình. Nó hồi nên mình mới tóc biến sâu. Chứ phải đó tóc biến là nó như là nó bị delay cái này mà nó không đánh thường được. Nên là ngu người á. Rồi chúng ta BK rồi, một vai chạm W khá là như cái lòng bàn của Fiora. I come in, wait for me. Đó, mình xíu nè bạn ơi, mình lên nè. Mình lên chắc chắn là có mạng các bạn rồi. Lên. Tao ơi. Chơi đó tao ơi. Xúc nó luôn nè, có mạng liền. Ê, thằng này mày chơi lên em tao, mày chơi tao, what the fuck man. 4-0. Không hiểu tại sao rồi, nó được 4-0 luôn. Vãi nồi thanh niên see you and me. Rồi, ma vũ tiếp tục rồi anh em. Ok. Mình mua hai cái kiếm dài đó là tí nữa mình sẽ lên cái gương vô danh đó.
mọi chuyện đều đã có tính toán sẵn đó rồi anh em à. Lên đồi thì phải trí một chút thì nó mới win được. 4-0 ngay, chơi ngay cái thứ đốt nè. Mình chỉ cần khoảng 3 con rip nữa là mình sẽ lên level 6. Một con bò chết luôn. Có khi mình cái bò đó mình ép con rồi nó vẫn chết. Đấy đấy. Ờ crit liền, chí liền, 20% crit mà nãy giờ đánh chục cái mới được cái crit mừng ơ. Ở với boss thì có vẻ là không ổn rồi, hai mẹ cho boss rồi. Đậu. Mày chơi không? Mày chơi không? Sao bê bê? Level 5 là ngáo à. Mày biết người ta gọi tao lại giờ là best revenge đó con. À, anh em mới xem nè. Anh em mới xem này, mày chơi bê kê có mày. Ui đừng ui về chủ không bắn. Ôi tao thương mà quá chủ ơi. Tuổi nè. Kinh nịch ngon stream rồi. 5-0 ở phút thứ 6 và team ăn hết 6 mạng thôi mà mình ăn hết 5 mạng rồi. Đó là mình người đang gánh team, người đang mang trọng trách rất là lớn ở trên vai. Đấy, mình phải lên kiểu đồ phải nói là nó phải lẻ lẻ như vậy thì nó mới mạnh được, chứ anh em nghĩ giờ lên thẳng cái giao điện này, thẳng cái me vũ thì nó rất là yếu luôn, không có đem cái tóc đánh đâu mà cái chí mạng mà rất là yếu luôn. Lên đồ này phải nói là chí phải đã băng trụ, và trụ không bắn chết là thấy mạnh rồi. Rừng không ăn rết thì cho mình xin nhé. Cho mình xin hỗn rất là luôn. Cho mình xin bạn ơi. Rồi mình vẫn còn thử đốp nha. Mày đã có anh Tì rồi, chưa có anh Tì. Ôi chưa có anh Tì. Ui ngon. Ôi chưa có anh Tì, ui rồi, ôi có ok. What the fuck xui vậy. Vãi nồ vừa mới ra nó có anh Tì luôn rồi. What the hell. Xui gì cha. À, phải W à, mày vào đây. Vào đây. Sao man? Bạn kè tí không? Giao lưu tí không bạn? Giao lưu tí không bạn? Trời ơi, nửa cây. Giao lưu tí không bạn? Anh Tì, ui. Thăm, ui, bài nha. Có combo nha, tao có combo nha. Sao đây? Ui rồi. Hai lai. Tóc biến đập e, bố em biết cả rồi nhé. Vẫn chơi được đây mà mình đang có anh Tì. Chơi không? Lên đây nè, có chuối ngon này, lên luôn. Đúng rồi, lên luôn đi em, đúng rồi. Rồi nha. Lên lại, lên tí nữa nào. Sao men? Tụi gì men? Một chuyện mới nói là đều trong cái hạt cả này mà. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của mình tính cả. Và chuyện hụt cũng xe là không phải nằm trong kế hoạch của mình. Ở dưới boss có phải BK rồi. Hai Baron ở dưới boss đang combo với nhau. Baron bên mình có vẻ đang ăn rồi. Một bàn cho Baron team mình. Lucian đang bắn CJ bên team kia. Mà không có chết. Baron team mình combo lại rồi. Ok, lên được cái mai vũ rồi. Wow. Biết Baron. Hay quá. Ở trên top thì vẫn đang chật vật như ngày nào. Có vẻ như là Renge vẫn đang phê và không chú ý gì đến top cả. Mình thì 7-0 thôi, chuyện bình thường. Như cơm bữa. Ma vũ thẳng tiến luôn nè. Phút thứ 9 cái ma vũ với cây huyết trượng là thấy chí rồi. Đấy, Revenge của Biu Sư là phải khác biệt ngay. Revenge của mày biến giờ mày chơi ngươi ra đúng không? Thằng nhóc con này. Thôi nó tận 2 level lên em rồi nên mình có cơ sở để mình leo lên mình giết nó. W à, hết W rồi đúng không? Ờ hết W luôn rồi. Ê bố chú. Mình tỉnh nào mấy mẹ, mình tỉnh nào. I come in. Cứ từ từ. Chú này ngon hơn. Chuối này ngon hơn. Ê ơi trời ơi, EW không qua tường rồi.
Em quay sớm quá. Ngu đi. Lỗi thiệt anh em à. Chứ nó cười xin vô xin vô xin vô. Trời đậu điên quy không quay tường ngu ơi. Nó vẫn còn tiền em à. Thôi về luôn. về luôn, phải đó quy không qua tuần là thấy gà rồi. Về luôn. Mình nghĩ là tên nó đang ăn rồng, nhưng mà tên nó có 4 đứa lần, 4-5 đứa lần, vô là chết. Đội bạn đã hệ gục rồng đất. Rất là nhanh luôn. Và anh em đã xem ở đây và chưa like cho mình, hãy nhớ bấm like anh em, cũng như là hãy subscribe cho mình. Và hãy chia sẻ cho mình, và anh em muốn ủng hộ mình thêm nữa hay click quảng cáo. Level 7 à, lên đây. Mày tưởng anh team mày là ngon hả? Mày tưởng anh team mày là ngon hả? Hả? Mày bê kèo không? Bê kèo. Mình combo cho nó khỏi sàn tay luôn mà anh em. Thôi đây. Đợi tao hồ quay đi, mày đợi tao hồ quay đi. Rồi nha, rồi nha. Thằng này 5 giây nữa mà nó còn ở đây thì nó sẽ chết. 5 giây nữa, 2 giây nữa, 1 giây nữa, rồi xong. Rồi xong. Bê kê đi. Ôi, hóa ra là vậy. Bạn mạnh quá thể. Mạnh quá, mình khinh bạn rồi. Nghĩ là mình sẽ lên giày kháng phép anh em à. Nghĩ là mình sẽ lên giày kháng phép. Tại vì Echo nó mạnh lắm. Lại chưa rồi của Garen là cắm sát thương chuẩn với có phép phép một tí nên lên cho chóng thôi. Mất chinh. Rồi xin giao thông Summoner Echo luôn. Mặc dù xin giao đi bót và đang support mà nói là rất là yếu luôn, nhưng mà Echo vẫn không đánh lại. The hell. Chúng mày đừng có feature Garen nữa. Giờ mày feature Garen thì chúng tao lắm anh niềm tin nè. Lãnh em thấy tao cắm rờ mình một phát mà nói là thống tao rốn chưa. Mê. Sao đây, sao đây. Tại một đâu phải chèn dạng vừa đâu nè. Đâu phải dạng vừa đâu. Chỉ cần tì á. Lấy cái build đồ này thì nó không có giảm thời gian hồi chiều nên revenge chơi rất là yếu luôn anh em à. Chiều nó hồi rất là chậm luôn mà revenge chủ yếu là được cái combo nè. Đó, combo nè. Tóc biến rờ, what the fuck, combo mới à. Rồi, chuẩn bị có rờ nha. Gì đây? Gì đây? What the fuck gì đây? Hồi giá chậm nè, mấy baby. Hộ giá đi chứ đừng cứ ăn lính, hộ giá thôi, ok. Nhưng mà chỉ việc support thôi, còn lính cứ để tao lo. Ê, Shizune, mày định làm gì đây? What the fuck? Chúng nó cứ ra mic của mình, chúng nó fail vậy ta. Ê, chui. Ôi. What? Tại sao tên mình nó chết hết rồi? Rồi nha, mày hên tay rồi, nó hên tay rồi. Ê, cứu mình. Sạc. Giết nó luôn, được mà. Giết nó. Trời ông nội. Ok, nice, quyết sẵn rồi tay mình. Quá rồi. Tại mình sẽ lên nốt cái gương vô danh này lần này luôn. Ừ, thực sự thì mình chơi cái revenge cái build đồ này nó không quen em mà, tại vì mình chơi cái revenge kiểu sát lực cơ hoặc là kiểu rùa đen nọ nên giảm thời gian hồi chiêu rất là nhiều luôn. Ở thời điểm này thì mình có lẽ lên 45% giảm thời gian hồi chiêu rồi, nhưng mà cái build đồ này thì nó khá là bất tiện, nhưng mà cái 5% giảm thời gian hồi chiêu ở bản ngọc thôi. Đam thì 134 đam mé nó yếu vãi cái sơn luôn. Đánh thường thì có vẻ khá là nhanh đấy.
Ok, nhanh đấy. Ờ, tên mình ăn được sức dễ rồi, ngon. Tên 60 giây nữa mới hồi. Lâu quá. Bắt ra đây, tóc biến rồi, mất tóc biến rồi. Ok. Ok, ok, nice. Lên luôn. Thằng Lucian này. Đừng có về sớm rồi, nó về luôn rồi. Tay mình chịu hồi sứ dễ ra đập mít luôn rồi, rất là chất chơi người chơi. Mình không hiểu tại sao mà tụi này cứ thích ôm mít ta. Nó ôm mít liên tục luôn á, không ngừng nghỉ luôn. Để farm tới rồi anh em, nãy giờ tụi nó ra mid của mình, tụi nó farm mà nói là sao mà lòi luôn, mà không còn quá để mình farm luôn á. Nãy giờ thì phút 16 mình chỉ mới farm được có 100 con thôi, không có ít luôn. Ok, tem đang ở dưới rồi, tem nó 4-5 đứa đang ở dưới luôn rồi. 5 đứa luôn rồi. Xuống đây baby. Xin chào ơi, xuống đây có bán này, có hai chú đang chờ mình nè. Một thanh niên Lucian với một thanh niên Shizuni thôi á, còn tí máu à. Garen với Echo. Mà Echo nó còn tí. Anh em tôi đâu rồi? What the hell? Ở đây. Anh ngáo à. Anh em tôi đâu hết rồi, tại sao lại về hết rồi, tại sao? Tại sao tên mình nó lại vừa khi tên nó còn tí máu như vậy? What the hell? Tôi khổ quá mà, tên tôi. Sao men? Nghe nó mà hết tí đúng không? Đồ đen mày. Hết anh tí này. Chuối. Chuối biết chạy. What the fuck, chuối biết chạy. Chuối là gì biết chạy, đứng lại coi. Chuối biết tóc biến luôn kìa. Đồ đen bỏ rồi. Chuối này khôn quá. À, chuối heo. Ok, tụi mình giết được rồi. Nãy sao? Mình farm tí mấy bạn ơi. Mình thổ mấy bạn ơi. Mình cần thời gian farm nó mình lên đồ. Nên mong các bạn nó đừng có GG sớm. Tội mình mới được chưa được 2 món nữa các bạn, GG thì xem mình chơi. Cứ đợi mình lên 6 món rồi GG sống được. Mọi quá ngon trim. Trời ơi phê. EW ngay chết hết bãi quá luôn. Quá đã. Bây giờ mình sẽ lên, giờ mình lên nốt cái Google danh luôn. Tay mình vẫn combat đều đặn luôn. Ông không có tin được. Tem nó thì 5 đứa dưới rồi nên tiếp tục farm thôi, không chuyện gì xảy ra cả. Ok. Ok. Họ còn luôn, quá đã. Giờ cái nhiệm vụ chính của mình là chỉ việc đi farm và farm thôi anh em ơi. Farm thôi. Tôi tới này, Shizuni à. Shizuni nè. Không còn rờ luôn. Chạy thôi. Come on. À, mày. Nó còn tì, quên chứ, nó còn tì. Đuổi con tôm. Nãy mặc rờ chưa kịp quạt rờ luôn mà. Mặc rờ mình chỉ chú ý là chiếm thường thôi. Ok, có mạng luôn. Ok. Ê, cô nó còn tay em à. Khỏi giết lắm, Garen nó thì một tấm rờ mình chết sờ mà lờ ngay. À, thằng này thì được, thằng này thì ngon. Này, chuối ngon. Chuối có thể hái được. Chạy đi đâu? Trời, e mà tóc biến nữa. Thằng này, nó e rồi nó còn tóc biến nữa thì rượu bằng niềm tin nè anh em. Ok, quá đã. Mình đang gỡ gạt lại cái chỉ số farm nó là khá là ổn rồi. Không thọt quá. Rồi.
Món tiếp theo sẽ là vô hoặc kiếm. Đâu rồi? Đây. Ok. Ok. Nhảy không qua tường luôn, đầu đen đó. Giờ đi kiếm thêm vài mạng để làm đủ cái bộ kiếm thôi. Cho mình lâu đây anh em ơi. Mình không có giảm thời gian hồi chiêu. Mình cần mình lưu để có giảm thời gian hồi chiêu. Ad đậu. Ad đậu. Đậu phộng đó. Mất con mà lâu lâu. Cho nó mình có tay nè. Xúc nó thằng này. Áo Messi. Áo Messi nè. Áo Messi. Áo Messi. Bố bạch chiếm thường nó chết luôn nha. Chờ luôn. Nó hết tay rồi, nó hết tay rồi. Sao vậy? Cái build đồ này ơi, mạnh nhất là khi anh em bật rồi anh em chiếm thường ấy, chứ không phải là khi anh em combo anh em vào. Tại vì build này nó có chí mạng cũng như là tốc đánh rất là nhiều luôn. Anh em chỉ cần chiếm thường nó chết thôi, chứ build đồ này mà anh em combo thì nó khá là yếu. Thật sự với anh em luôn á. Người ta gọi đây là Raven hay là như ta Reyesu Raven. Để mình đặt từ đời sau, chứ giờ mình không nghĩ ra tên gì hay cả. Ok. Ủa, có blue ngon. Có blue không? Có blue luôn, nhưng mà mình vẫn đang sở hữu cái blue ở trên người, nhưng mà ăn thôi. Ăn cái tiền. Tiền về. Úi giời, quét phê của TT luôn. Phê cho con TT luôn. Các bạn chờ mình chọn cái chip bò kêu ngon lành vậy mà không ăn thì khá là uổng. Ngon lành vậy mà không ăn khá là uổng. Không ăn khá là uổng nha. Nó mà còn tay ra anh em núp núp sau đây, nó tay về nè. Ôi. Bạn lướt nhanh quá. Mày cứ rượt đi, tao có tay nha. Rượt đi, rượt đi, rượt đi. Cô này bắt luôn. À thằng này nó được mình. À, cô nó cũng chưa xả tay đây mà đậu đen đó. Khó bắt thiệt. Phải một tí lên nốt phải vô kiếm luôn anh em à. Ok. Rồi đầu hàng luôn, what the hell. What the hell. Đừng mua vô con kiếm được rồi. Rồi luôn, ok, về GG năm nha. Tạm biệt em ạ.